Vâng, xin chào mừng các bạn đến với linh kiện 789.vn. Từ đầu năm giờ hôm nay bên mình mới có một cái lô sản phẩm hàng mới về được nhiều như thế này, bởi vì tình hình dịch Covid. Và hôm nay thì bên mình có rất nhiều các cái sản phẩm hàng mới về, bao gồm là những cái bộ kích điện này, rồi những cái mạch âm thanh này, rồi những cái vỏ bình ắc quy này. Thì hôm nay video này mình sẽ show cho các bạn xem. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ sang với những cái sản phẩm liên quan đến mạch âm thanh trước. Mạch âm thanh ở đây thì như các bạn đang thấy là mình đang có rất là nhiều loại ở đây. Lần này mình cũng đã nhập thêm một vài các cái mẫu khác nhau để cho phù hợp hơn với những nhu cầu sử dụng của các bạn. Một loại này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 loại luôn. Đầu tiên chúng ta sang cái loại mới nhất hiện tại bây giờ. Ở đây là các bạn đang được xem một cái mạch khuếch đại công suất với... Đây là mạch khuếch đại công suất 2 kênh các bạn nhé. Có sẵn luôn tụ lọc nguồn ở trên cái sản phẩm này rồi. Thì tụ lọc nguồn ở trên đây nó sử dụng hai con tụ của Enna for Audio 10.000 mi 80V. Hai con tụ Enna này. Và con sò ở trên đây nó sử dụng là sò NJVK0281 và NJVK0302. Mỗi một kênh nó là 8 con. Hai kênh là 16 con. Đấy, cái này các bạn hoàn toàn có thể lắp vào những cái cục đẩy 4 kênh. Hoặc là các bạn chế cũng được, hoặc là các bạn thay thế vào những cái cục đẩy nó bị hỏng cũng được. Và ở nơi cái mạch này thì nó sẽ xuất ra công suất là 600W trên một kênh. Đấy. Và các bạn lưu ý rằng là tất cả 16 con sò này nó đều chạy công suất nhé. Vì mỗi một vế là 8 con mà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nó đi kèm theo 8 con trở sứ để... khuếch đại công suất. Giá sản phẩm thì mình sẽ thông báo ở nơi video chi tiết, với hàng mới về nó nhiều quá mình không thể nhớ hết giá được. Tiếp theo một phiên bản nữa. Các bạn lưu ý nhé, cái phiên bản bên đây là 16 sò 2 kênh sử dụng bằng sò NJVK có tụ lọc nguồn. Thì bên đây nó là phiên bản 16 sò 2 kênh bằng sò Toshiba và cũng có tụ lọc nguồn. Nó chỉ khác rằng là con sò bên đây là Toshiba, còn bên đây là con NJVK. Thì như các bạn thấy đây, bên đây nó sử dụng là con sò chính hãng của Toshiba 2SC5200 và 2SA1943. Đấy, nhìn rất là đẹp các bạn ạ. Chỉ cần hai mạch như thế này với một cái cục biến áp khoảng tầm 2500W là các bạn 2000 đến 2500W là các bạn đánh tanh bành 4 cái loa luôn. Rồi ok. Tiếp theo thì chúng ta sang với cái sản phẩm thứ 3. Ở đây là cái mạch khuếch đại công suất 1 kênh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18 sò 1 kênh. Đây là mạch khuếch đại công suất 18 sò 1 kênh các bạn nhé. Và sò ở đây nó đang sử dụng là sò Toshiba 2SA1943 và 2SC5200. Công suất của cái mạch này là 1200W. Và ở trên đây các bạn lưu ý là nó không có tụ lọc nguồn và không có đĩa cầu. Nên thành ra là các bạn cần phải lọc nguồn rồi mới đưa cái điện áp đã lọc nguồn đi vào đây nhé. Và tất cả các cái mạch mà từ nãy giờ mình đang nói ấy, thì nó đều có cái đầu ra cho quả tán nhiệt điều khiển bằng sensor nhiệt. Có nghĩa là cái quạt chúng ta sẽ quay theo tốc độ, quay theo nhiệt độ nóng. Còn nếu là lúc khi đầu chúng ta mới mở thì quạt nó quay rất là chậm để cho nó tránh tiếng ồn ấy. Rồi ở đây là mạch một kênh các bạn nhé. Thì một kênh cái mạch này là 1200W. Ok, tiếp theo sang cái dạng thứ tư. Dạng thứ tư này thì nó sẽ có là một cái mạch khuếch đại công suất 8 sò 2 kênh. Và nó thiết kế theo kiểu như thế này. Thì nếu như bạn nào mà đã dùng đẩy liền vang thì thường thường trong đẩy liền vang nó sẽ sử dụng một cái mạch giống như thế này. Và ở nơi cái sản phẩm này thì nó là 8 sò. Và tất cả 8 con sò này đều chạy công suất hết. Tụ ở đây nó đã có sẵn là tụ 80V 10.000 mi. Và các bạn chỉ việc cấp 3 cực của bịt biến áp đi trực tiếp vào 3 cọc ở đây và đi ra hai loa trái phải. Và các bạn hãy để ý tất cả những mạch của thương hiệu Lan Yu thì ở trên đây đều có cái ký hiệu của nhà sản xuất, cùng với đó là những cái mối hàn rất là cẩn thận. Đấy. Và trong cái sản phẩm này thì nó đi kèm theo nó có cả cái quạt tán nhiệt ở đây. Thì các bạn về các bạn gắn quạt tán nhiệt này vào phía sau cái miếng nhôm này, cùng với đó là một vài con vít để các bạn có thể hoàn thành cái sản phẩm. Chúng ta sẽ sang với sản phẩm thứ 5. Thì ở đây là cái mạch lần trước mình cũng đã lấy về rồi. Thì đây là cái sản phẩm 22 sò 1 kênh
Cái này thường thường dùng cho những người nào mà đi sự kiện. Thì ở đây nó sử dụng là cái sò 2SC5200 và 2SA1943, sò Toshiba. Đấy. Và tất cả các sản phẩm này thì nó đều đi kèm theo một cái túi phụ kiện là những con ốc rồi những cái đầu nối. Thì các bạn về tự tháo ra và đấu nối nhé. Tiếp tục bên trong đây là có cái sản phẩm ở đây là mạch khuếch đại công suất 24 sò 1 kênh. Thì cái này nó cũng tương tự như bên đây thôi, cũng là giống như cái thằng 22 sò thôi. Nhưng ở đây nó có hai phiên bản. Một phiên bản thì nó sử dụng bằng cái sò NJW của Mỹ. Và một phiên bản nó dùng cái sò của Toshiba. Đấy. Thì đây có hai phiên bản. Nó đều là cái mên màu đỏ. Đây, nó chỉ khác mỗi con sò thôi nhé. Rồi, tiếp tục sang bên đây thì có cái phiên bản 24 sò 2 kênh. Và có sẵn tụ lọc nguồn 110.000 mi. Tụ này là của Enna Audio. Thì ở đây phiên bản nó cũng dùng bằng cái sò NJW và sò Toshiba. Đây, các bạn đếm nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Như vậy là tất cả tổng 24 con sò trên cái mạch này nó đều là chạy công suất. Đấy, còn bù áp là nó những con sò bù áp nằm ở trên đây. Rồi, tiếp theo sang cái sản phẩm cuối cùng. Là ở đây nó cũng là 24 sò 1 kênh, à 2 kênh. Nhưng mà nó lại sử dụng bằng cái sò Toshiba. Đấy, như vậy là rất là nhiều sự lựa chọn để cho các bạn phù hợp hơn trong cái cách sử dụng. Thì nếu như NJW thì nó đánh ra cái âm thanh nó chi tiết, nó rõ ràng các cái dải âm sắc. Còn nếu mà sang Toshiba thì các bạn sẽ có cái lợi thế là cái tiếng âm bass nó sẽ sâu hơn, nó mạnh hơn. Và quan trọng là các bạn phải cấp đủ nguồn. Rồi, tiếp tục sang bên đây thì có cái vỏ để chúng ta làm cái bình ắc quy. Thì ở đây bên mình có hai cỡ. Một cái loại thì nó mỏng 5,2 cm và một loại là mỏng 7,2 cm. Thì tất cả các cái vỏ này là nó vỏ thô. Về đây thì bên mình sẽ hoàn thiện nó thành một cái vỏ nó đầy đủ các linh kiện đi kèm. Thì lần này nó về có thêm cả cái màu đỏ này này. Thì chẳng qua cái màu xanh nó hết thì mình lấy màu đỏ. Thì nếu như bạn nào mà muốn lấy màu nào thì các bạn phải thông báo khi đặt hàng. Còn không thì bên mình sẽ gửi ngẫu nhiên. Dính màu nào thì các bạn lấy màu đó. Rồi sang đây thì có cái bộ kích điện từ 12V lên 220V để chúng ta sử dụng trong cái lúc mất điện. Thì chúng ta có thể sử dụng bình ắc quy 12V dân dụng. Thì đây là cái bộ kích điện 12 lên 220V Shure 600W. Công suất hoạt động liên tục là 400W. Công suất hoạt động khởi động tối đa là 600W. Và cái bộ này nó chạy ở sóng xung vuông. Tần số là 50Hz. Nếu như mà sử dụng cho những cái thiết bị mà nó không có cuộn dây đồng và lõi thép thì sử dụng bình thường. Còn nếu như sử dụng mà cái cuộn dây đồng chẳng hạn như là biến áp hoặc là quạt điện thì dùng thời gian dài nó sẽ có tiếng u và nó hơi nóng. Cái này là 350.000. Tiếp tục sang đây là một cái bộ cũng là Shure. Cũng giống tương tự nhau, chỉ khác rằng là thằng này nó có công suất hoạt động liên tục là 700W. Công suất khởi động tối đa là 1200W, cũng là xung vuông. Rồi. Sang bên đây thì có bộ kích điện 12V. Vẫn là mang cái mã sản phẩm là A3998.000W. Thì nó vẫn là tương tự như vậy, nó không khác gì cả. Chắc các bạn xem nhiều video mình đã quay rồi nên là không lạ đúng không ạ? Đây. Và sản phẩm nó vẫn đi kèm theo hai cái cò bóp và vẫn được bảo hành 1 tháng. Sang bên đây chúng ta sẽ có cái sản phẩm là 10V V2. Bản này có mã là A2998.000W. Thì cái này giá nó vẫn là 830.000. Còn cái thằng 12V lúc nãy là vẫn là 950.000. Và nó cũng tương tự như các lần hàng xuất. Chẳng qua là nó lâu lắm rồi không về nên thành ra là bây giờ chỉ nói như vậy cho các bạn mà chưa xem là các bạn dễ hiểu thôi. Và bên đây thì có cái bộ 16V thì nó vẫn là mang cái mã A9998.000W. Cái vỏ nó vẫn là như cũ. Nói chung là nó như cũ cả. Đấy. Để thông báo các bạn biết là hàng mới về. Ngoài ra thì cái bộ 10V này đợt vừa rồi thì nó về cái vỏ khác. Nhưng mà lần này nó lại sang cái vỏ đời cũ lần trước. Thay sang cái dạng vỏ lần trước chứ còn bên trong ruột nó như nhau nhá. Và như vậy là xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Cảm ơn tất cả các bạn trong thời gian vừa qua đã tin tưởng và sử dụng cái sản phẩm bên mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Chào tạm biệt.